Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với Thành Lê USA nhé. Bây giờ mình xin thời sự với ấy lộn, trước khi mình thời sự thì mình xin giới thiệu với mọi người, bữa nay là một ngày đẹp trời thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020 ở bang Connecticut, một trong những tâm dịch của nước Mỹ đó. Nhiệt độ bây giờ là 60 độ, tức là cỡ 15 độ C. Đó, và mọi người thấy là trời nó đẹp thế nè. Vợ con mình thì đang chờ nó. Chỗ người ta đu dây lên núi nè. Wow, người Mỹ ta câu cá nữa kìa. Mọi người thấy ai người không? Trước khi mình thời sự thì mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan nè, kìa có ông đó chạy xe đạp nè. Rồi trên kia người ta cũng chơi nhóc à. Đó. Nè, đây là xa xa kia, mọi người thấy phía sau hàng cây không? Đó là khu trung tâm thành phố của chỗ mình đang sống. Đó, còn cái này là cái đường cao tốc nè. Phía trên đó là đường cao tốc, bởi vì nó xe nghe tiếng xe cộ quá trời luôn. Kìa bên đó cũng mấy cái nhà cao ốc ở trung tâm thành phố kìa. Đó, phía xa nữa là người ta cũng đi bộ tập thể dục đó, mọi người thấy không? Ồ, cảnh quá đẹp. Chụp bài hình nè. Đó. Và bây giờ mình xin thời sự với mọi người một chủ đề, đó là tiệm nail nó mở cửa lại rồi thì mọi người có nên đi làm hay không. Đó là xin thưa là mấy anh chị có, người ta có mở cửa đi nữa thì mấy anh chị cũng đừng có nên đi làm ha. Tại vì sao? Tại vì đi làm thì dĩ nhiên có tiền rồi đó ha. Nhưng mà đổi lại là gì? Mọi người nhớ chúng ta đang ở trong đại dịch ha. Cho dù mở cửa lại đi nữa thì ngày nào mà chưa có vaccine, ngày nào mà chưa có thuốc trị bệnh á, thì thế giới vẫn là đang bị đại dịch. Và mỗi một lần mà mọi người tiếp xúc với bất cứ cái người nào đó thì cái lúc đó là mọi người đều có nguy cơ bị phơi nhiễm hết. Đó, thành ra là mọi người làm như vậy á là vô tình mọi người phơi nhiễm bản thân mọi người. Nếu mà mọi người tiếp xúc với người bệnh á, thì có nguy cơ là mọi người sẽ bị mắc bệnh. Sau đó là đem bệnh về nhà nữa. Và cái bệnh corona thì nó rất là dễ lây, chứ không phải là chỉ mang bao tay hay đeo khẩu trang đấy. Ví dụ mang bao tay, nhưng mà mọi người khi mà mọi người tháo khẩu trang ra, mọi người tháo không đúng cách, hay mọi người cầm tiền rồi này kia, hay mọi người lột bao tay ra không đúng cách, thì cái đó nó hoàn toàn dính vô tay mọi người. Ok. Đó. Đi. Nó mệt rồi. Đi hồi lên ẵng ba đấy xe đạp xuống cho đi. Đi cái vòng nhỏ trên đây nè, dưới cái lượng lớn dưới người ta nhiều người đi à. Đó, thành ra nó có rất nhiều cách để mà bị lây à. Có hai thôi đi hướng này luôn đi. Ê, ok à, có như rất nhiều cách để mọi người bị lây. Và một khi bị lây á, thì coi như là tùy thể trạng của mọi người mà mọi người sẽ bị bệnh nặng hay nhẹ à, và có nguy cơ tử vong nữa à. Người thấy thành ra là mọi người đi làm như vậy là mọi người tự đem tính mạng mọi người ra để mạo hiểm đó. Đám nhá. Đi hướng này nè cưng. Đám nhá. Mệt đó. Đó. Còn dĩ nhiên đối với người chủ gì á, thì người ta phải là người ta muốn mở cửa để người ta làm ăn, người ta kiếm tiền rồi, thấy không? Nhưng mà đó là chuyện của người ta ha, mọi người nhớ là người ta làm, người ta có tiền hay gì đó không biết, nhưng mà mọi người làm thì mọi người sẽ bị nguy hiểm. Cái đó là cái câu quan trọng nhất, bản thân mọi người sẽ bị nguy hiểm, gia đình mọi người sẽ bị nguy hiểm, chứ không có phải là họ chủ tiệm hay không phải chủ chợ gì đây hết à. Còn cái tiền thất nghiệp thật ra nó không có, mọi người nhớ đâu phải ai cũng nhận được tiền thất nghiệp. Thành ra không có, cái vấn đề không phải là tiền, mà vấn đề là có nên đi làm lại giữa cái lúc này không. Mọi người nhớ là nó vẫn đang là đại dịch. Thôi để ba đi vòng vòng, ba lấy lại xe đạp cho con nè. Để dẫn ba kỳ lấy xe đạp nè, quay về hướng bên đó đi. Quay về hướng Hoàng Kinh nha. Ok đó. Ai là muốn anh vọng đó. Quay về đi hướng này. Có chiếc xe đạp đang tới, bây giờ mình sẽ quay về vị trí này nữa. Wow. Trời, bộ vô phim quá đẹp. À, mọi người thấy Mỹ người ta không? Mỹ người ta là chơi vô tư. Không?
đâu có cần phải xăm mình. Thôi mình chỉ muốn chia sẻ một chút xíu với mọi người vậy thôi, hy vọng là mọi người có thể cân nhắc khi mọi người đi làm nhé. Thank you, bye bye now.